Hello, Hoàng Giang Tây Ninh xin gửi lời chào tất cả cô chú anh chị gần xa và anh em hội bất động sản nha. Hôm nay mình xin giới thiệu cho cô chú anh chị nhà đầu tư một căn nhà được tọa lạc ấp Phước Hòa, xã Phước Trị, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại con đường này là con đường 4 m nha cô chú anh chị. Con đường này sẽ nâng cấp lên ha. Thì nhà mình đây là nhà ngang 6 m, dài 43 m, nó tới ở sau luôn, rất là dày. Mà anh chị mình xem sổ ha, thì đất mình thuộc cây lâu năm. Đường này thì đi lên ngã ba về Phước Chỉ. Rồi, nhà đây có hàng rào kiên cố, thì dân đây cũng nói nhà này xây cũng là rất là kiên cố về chất lượng. Đó. Nhà này cũng mới xây đây thôi, cũng không bao lâu. Mời cô chú anh chị mình vô nhà xem ha. Cây tên nè, còn mới nè, tôn vẫn còn đẹp, nền gạch sáng bóng. Đó, đây là tiệm làm tóc. Rồi mời anh chị vô xem bên trong ha. Đây bên hông mình còn khoảng mấy tấc, có hàng rào luôn. Rồi tiến hành vô bên trong. Đây là phòng khách. Đó, la phong trên vẫn còn đẹp, tường thì hơi ố xíu, thầy cũng bỏ ra lâu không người ở. Cái này mình về mình sẽ sơn phết lại, dán gạch lên là ok, rất đẹp hơn cô chú anh chị. Mình tăng căng lại xíu. Rồi bước vô trong. Nhà này có một phòng khách cô chú anh chị. Rồi, xung quanh bên trong vẫn còn đẹp ok như bên ngoài. Này mình tô hết rồi, dán gạch lại là đẹp, gạch còn mới. Đây là nhà vệ sinh. Thì vệ sinh này nhà tắm, nhà cầu chung. Đó, bước ra ngoài, bên đây là nhà bếp. Nếu mà anh chị nào không ưng nhà bếp ở đây thì có thể giờ ở sau vẫn còn. Tại lúc trước chủ nhà làm nhà bếp bên ngoài, sau này giờ vô trong. Đây, nhà bếp bên ngoài đây. Ở nhà bếp bên ngoài này là đúng là thích hợp hơn bên trong. Nấu ăn, làm sàn rửa chén rồi ok. Ở hậu sau rất còn dài anh chị, hai bên là hàng rào B40 hết, kiên cố nha. Đất còn rất rộng, ở đây mình thấy chăn nuôi trồng cây thì vẫn được, làm nhà mát rất ok ha. Hậu rất là dày, 43 m. Ở sau có cửa rào hết rồi. Ở bên trên thì đây là bồn nước, nên ta tháo bồn nước rồi thì mình về đầu tư thêm bồn nước. Nước đầy đủ, có hầm cầu đầy đủ hết. Rồi mình xin nhắc lại từ vị trí miếng đất căn nhà của mình, thì đến chợ Bình Thạnh là chợ Phước Bình hiện tại là 3,7 km, về cửa khẩu Mộc Bài là 14 km, về thành phố Tây Ninh là 47 km, về bến xe An Sương là 59 km, về thị xã Trảng Bàng ra An Thạnh quốc lộ 2 là 20 km, khu công nghiệp Thành Thành Công là 15 km, về đường Bến Đò Lộc Giang
Là con đường tắt hiện tại qua phà, nhưng sau này sẽ làm cầu, là mở rộng đường lớn là tầm 10 km. Đó, đây là đường về Bến Đò Lộc Giang, đi đường tắt, mở đường trong tương lai. Còn hiện tại con đường này là từ xã Phước Chỉ về tới căn nhà của mình, vị trí đất của mình. Đó, đường thì hai làn đường. Đó, thì trong tương lai sẽ lên đường nâng cấp hết, thì anh chị đầu tư thì an tâm. Thì dân cư hai bên đường đông đúc anh chị bạn. Đây đến ngã ba Bà Sẩm, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Thì tới ngã ba này quẹo bên phải màn hình, phải về ngã tư Trung Dầu ra đường 786 giờ không bài dài về Đức Huệ Long An, quẹo trái thì về căn nhà miếng đất của mình. Thì từ ngã ba này sẽ về vị trí đất mình tầm cỡ 3 cây, 3 km. Thì đường đất, vị trí đất mình sẽ sau này nâng cấp đường toàn bộ như thế này hết. Rồi video mình đến đây kết thúc. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video. Bên mình cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất. Cô chú anh chị mình đang ký kênh theo dõi video mới nhất của mình nha. Zalo 0878 98 369. Cảm ơn.